Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chuyến airdrop nhận 150 token có cái hiệu Liber này các bạn. Thì trên CoinMarketCap thì 151 token 0.58 UTT. Nhưng mà điều quan trọng nó về hay là không các bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn lưu phần link mô tả dưới video mà để làm start chatbot nào. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên. Rồi bot bảo trì luôn rồi các bạn. Bot bảo trì thì bấm start là các bạn. Join game group rồi. Bắt đắp lên nè. Follow Twitter nè các bạn. Rồi. Bấm start thôi. Rồi các bạn mở khóa nha các bạn. Rồi một cần có cái hiệu là LPE nè. Khoảng 0.6 đô. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì mình đã join controller nè. Rồi các bạn kiểm tra thôi các bạn. Rồi các bạn join sao kênh group nữa các bạn. Rồi tiếp tục xin Twitter follow và quyết tăng 3 người bạn. Mình copy 3 người bạn của mình cho các bạn. Rồi các bạn vô đây cũng follow Twitter nữa các bạn. Xin Twitter các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Tục càng này list sang nào ta. Uniswap. Vậy là chạy tăng nghe theo ETH các bạn. Rồi các bạn bấm vào podcast nha. Rồi thì các bạn kiểm tra những cái này chat của CoinMarketCap. Nó đây các bạn, rồi bấm cho nó một sao đi các bạn. Rồi bạn bấm done các bạn. Tiếp tục mang điền là username tại Twitter của các bạn vào các bạn. Thì các bạn vào mở tại Twitter các bạn vào setting copy username Telegram của các bạn. Ơi tại Twitter các bạn vào. Rồi nó hỏi có phải là username Twitter không thì các bạn kiểm tra nó chính xác thì bấm confirm. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ ETH C20 nha các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví chocolate MetaMask những chai nền tảng ETH C20 Ethereum. Nghe chưa bot. Nó hỏi có phải địa chỉ nè bằng confirm nha các bạn. Tiếp tục các bạn subscribe địa chỉ email của các bạn giao nè. Rồi set config. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào cái link để ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm tôi cần nha các bạn. Lách lại balance mình đã nhận được 150 tôi cần nha các bạn. Lách lại withdraw minimum withdraw 3 ghép phơ là sao ta. Ok, dự án này nó yêu cầu các bạn phải tiện tối thiểu là 3 ghép để có thể góp tiền được các bạn. Thì các bạn có thể dùng 2-3 cái telegram để anh set nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.